괜찮은데. Ăn chưa? Cái bánh chưng nó không mua đó. Sáng nay hay là hồi tối đó. Cái chi? Sáng hết rồi đó. Hôm qua mở ra rồi hả? Đó. Không, chị đang hỏi là sáng nay mở ra hay là tối. Ủa, không còn cơm mà. Còn nhưng mà có hâm không? Làm cái giống gì mà khách à?
Tội vậy sao? Này hiền được rồi.